Này, hai ngày cuối tuần được nghỉ học, bọn mình chơi trò gì đi? Tớ chắc không đi chơi được rồi. Sao thế? Dạo này á, cha tớ đang thích làm thơ, bắt tớ phải ở nhà để chép thơ cho cha, tiện luyện chữ luôn. Thú thật, tớ rất ngưỡng mộ đam mê thơ thẩn của cha cậu đấy. Tớ đã đọc thơ của cha cậu ở trong mớ giấy lộn của bà Đồng Nát rồi. Thế á, cậu thấy nó thế nào? Thơ rất là chất lượng. Ôi, thế á? Nhưng mà chất lượng thấp. Cậu đọc xem nào. Thơ tôi chỉ có 4 câu. Đã xong câu 1, bắt đầu câu 2. Câu 3, 6 chữ hơi dài. Đã xong câu 4, hết bài, xong thơ. Mà Na với Mít Mật đâu nhỉ? Mãi không thấy ra. Hai cái đứa này lâu lạ thế. Tớ sắp phải về nhà rồi. À mà tớ bảo, cậu có biết con mèo Moon nhà tớ không? Có chứ, con mèo cậu hay ngủ cùng nó chứ gì. Ừ đúng rồi, nó bị mất tích từ hôm qua. Cả nhà tớ tìm mãi không thấy đâu. Nếu cậu thấy nó thì bảo tớ nhá. Ôi tiếc thế. Con mèo Moon vừa khôn vừa dễ thương, mất thì tiếc lắm. Ừ, ước gì nó về với tớ. Tớ nhớ nó lắm rồi. Ơ, à, con Moon. Ơi Moon, mày đây rồi. Có biết tao nhớ mày lắm không à Moon ơi? Ơ, à, chả ghê tớ đây. Lê lêu, đi ăn cỗ về mất chỗ. Thôi kệ, có con Moon là vui rồi. Con Moon nhà cậu thì về rồi. Còn con đò của cha tớ mất 3 ngày nay không tìm thấy. Cha con tớ đang buồn thối ruột đây. Ôi, từ trước đến giờ nhà cậu có mất đò bao giờ đâu. Hay là ai lấy trộm? Trộm nào mà lại trộm đò cơ chứ. Giờ tớ chỉ mong tìm lại được đò để nhà tớ có đồng ra đồng vào. Chứ trông chờ vào mỗi quán nước thì cha con tớ chết đói. Hồng Xiêm ơi, về mau, về trông quán cho cha. Cha còn chở đò. Ơi, tìm được đò rồi hả cha? Ờ, đò vừa trôi theo sông về nhà mình con ạ. Chắc hôm trước cha cắm cọc chưa chắc nên bị gió thổi đi. Con về ngay nhá, cha đang vội. Vâng ạ. Chúc mừng cậu nhé. Cậu được ước thấy. Hôm nay là ngày gì mà may mắn thế nhỉ? Cả hai đứa mình đều gặp may. Này, mà tớ để ý, từ lúc bọn mình ngồi cái ghế này là ước gì cũng thành hiện thực. Đúng. Hay đây là ghế thần? Chắc là trùng hợp thôi. Này Hồng Xiêm, xuống xuống, cho tớ ngồi tạm. Đau chân quá. Mít Mật, chân cậu làm sao thế? Tôi chẳng biết nữa. Hai hôm nay tự nhiên nó sưng lên, sống nhức nhức. Mà tôi có va vào đâu đâu. Mà cái ghế này nhìn lạ thế. Sao hôm nay lại có ở đây? Tôi cũng không biết. Chắc nó cũ quá, ai mang ra đây vứt. Chắc ông trời biết tớ bị đau chân nên cử cái ghế xuống đây làm chỗ ngồi cho tớ. Này Mít Mật, nếu giờ có một điều ước thì cậu ước gì? Ước à? Tớ ước nhiều lắm. Một điều ước thôi, ước ngay bây giờ. Thế thì tớ ước chân của tớ hết đau để tớ được đi hái táo bên nhà bà ngoại. Cậu nhảy xuống đi, thử đi lại xem nào. Chân tớ đau mà. Cậu định tranh ghế của tớ đấy à? Cậu cứ thử nhảy đi. Ơi, Mít Mật cẩn thận. Chân... chân tớ đỡ đau rồi. Đi lại được rồi này. Ôi, thần kỳ thật. Này các cậu, ai ngồi cái ghế này ước là điều ước cũng thành hiện thực đấy. Cậu hoang tưởng à? Làm gì có chuyện đó. Thật mà. Cậu không tin á thì ngồi ghế rồi ước đi. Tớ muốn có một cái áo lụa màu hồng thật đẹp. Áo đâu? Áo của tớ đâu? Rồi, xoài nói điêu, làm gì có ghế thần. Hồng Xiêm ơi, có vẻ mau không thì bảo. Nhà bao việc. Thằng xoài, muốn ăn roi hay đi hấp cứt cà thì bảo cha. Có về ngay không thì bảo. Con về ngay đây, cha đợi con. Vâng, con về đây ạ. Thôi giải tán, chưa gặp nhau ở đây nhé các cậu. Hả? Cái áo mình thích đây rồi. Ghế thần thật rồi. Phải báo cho bọn Hồng Xiêm biết mới được. Mình cứ nghĩ là quá tam ba bận, nhưng mà Na là bận thứ tư rồi mà điều ước vẫn thành hiện thực. Vô lý thật. Này, hay bọn mình mang nó giấu đi, rồi mỗi ngày chúng mình ước một thứ. Tớ sẽ ước có thật nhiều đồ ăn ngon. Không được, tớ mới nhìn thấy cái ghế đầu tiên. Nó là của tớ, để tớ mang về. Không được, bạn bè có phúc phải cùng hưởng chứ. Ghế thần của tớ. Để đây, không mang đi đâu hết. Ghế thần của chung. Này,
Mấy cái đứa kia làm gì mà om xom thế hả? Gớm, mấy cái đứa này có cái ghế rách nát mà cũng tranh nhau. Xoài con, nhà mình đầy ghế, việc gì phải tranh giành. Chúng con chào cụ Lý ạ. Cháu chào phụ ông ạ. Chào phụ ông ạ. Chào cụ Lý ạ. Đây là ghế thần đấy cha. Ghế thần à? Có mà thần kinh ấy. Thật mà cha. Bọn con cứ ngồi vào đây là cầu được ước thấy. Không tin, cha hỏi Hồng Xiêm mà xem. Hồng Xiêm, người nói xem nào. Dạ thưa cụ Lý và phụ ông, chuyện là như này ạ. Hồng Xiêm, người nói thật chứ? Dạ, có các bạn ở đây làm chứng, cháu không nói điêu câu nào ạ. Chả nhẽ trên đời này lại có cái thứ kỳ lạ ấy à? Thằng Hồng Xiêm này nó thông minh, suy đoán của nó không phải tầm thường. Nếu mà có ghế thần thật thì chắc chắn phải là của mình. Mấy cái đứa bay dạo này hay bay cho nghịch ngợm, rồi loan tin lung ta lung tung. Cứ phá xóm phá làng là ta đánh cho mỗi đứa một roi đi nhá. Thôi, giải tán hết đi. Để ta lấy cái ghế này về làm cùi đun. Ấy, cụ Lý, cái ghế này không phải của cụ, ai cho cụ mang đi? Thì chính vì nó không phải là của ta, để ở đây mất mỹ quá làng xóm, nên ta mới mang về làm cùi đun để coi gì. Cụ thích mà cứ giả bộ. Cụ lại định trộm cái ghế thần này về dùng một mình đúng không? Ngươi. Thôi, ta tính thế này. Bây giờ ta sẽ ngồi ước thử. Nếu đúng thật thì đó là phước trời ban. Không được. Tại sao cụ lại được ngồi trước? Tôi không đồng ý. Phú ông và Lý trưởng tham ơi là tham. Cái gì cũng muốn vơ về phần mình, mà mình không tin là có ghế thần. À, nghĩ ra cách rồi. Mọi người ơi, cháu có ý kiến thế này ạ. Để cho công bằng, Phú ông và Lý trưởng trả giá đi ạ. Ai trả giá cao hơn sẽ được mang chiếc ghế về nhà trước và được sử dụng trong 5 ngày. Giá phải trả giá, mà trả giá cho ai? Đương nhiên là cho bọn con rồi ạ. Vì bọn con là những người đầu tiên tìm ra chiếc ghế này mà. Được, trời thì trời. Không biết Hồng Xiêm đang nghĩ ra cái kế gì nữa. Tớ không biết, nhưng mà tớ còn chưa được ước nữa mà. Ông nghĩ sao? Đã đến tai phú ông với cụ Lý rồi thì bọn mình tuổi gì mà được ước nữa? Không có cái mùa xuân ấy đâu. Cuối cùng cũng thuộc về ta. 10 đồng đây. 4 đứa bay tự chia nhau. Ta về. Bực mình. Biết thế bà để tôi xuống tất tay thì có phải là được cái ghế thần không? Tự nhiên lại rơi vào tay lão Lý trưởng. Nói thật, chứ tôi chẳng tin có ghế thần. Bỏ 10 đồng ra mua một cái ghế nát, có mà điên. Ghế thần ơi, cuối cùng người đã thuộc về ta. Giờ ta ước sáng mai tên Lý trưởng lang thượng sẽ đến trả lại 20 đồng ta thua tổ tôm sáng nay. Ồ, trời sáng rồi à? Hầu, thằng Hầu đâu? Dạ con đây cụ, cụ tỉnh rồi ạ. Gớm, hôm qua cụ ngủ say quá, cụ cứ ôm cái ghế, con gọi cụ lên giường ngủ mà cụ không tỉnh. Thế hả? Mà này, mấy giờ rồi? Sắp trưa rồi cụ ạ, con đang nấu cơm trưa. Ha, thế tên Lý trưởng lang thượng có đến tìm ta không? Không ạ, từ sáng tới giờ không có ai đến nhà mình cụ ạ. Sao lại thế nhỉ? Thôi thì ta ước lại. Ta ước chiều nay quan huyện sẽ xuống nhà ta chơi và phong cho ta chức quan chánh tổng. Ghế thân, mau thực hiện đi. Quái thật, ước rồi mà không có kẻ nào thành hiện thực. Hay là chúng nó lừa mình? Cái lũ trẻ danh, chúng mày dám lừa cụ hả? Ghế thân với chả ghế thiệt, ta ngồi ước bại cả mông đi 2 ngày nay mà không có kẻ nào thành hiện thực cả. Thật thế hả cụ? Quái lạ nhỉ. Hồng Xiêm, ngươi là đứa đầu têu chuyện này để lừa tiền ta đúng không? Trả lại tiền ta mau lên. Ôi không cụ ơi, con có bịa ra chuyện gì đâu ạ. Hôm đó 4 đứa con ước như thế nào, con kể đúng cho cụ nghe như thế mà. Con cũng chưa bao giờ khẳng định đó là ghế thần, do phú ông với cụ Lý tự nghĩ ra đấy chứ ạ. Thằng xoài,
Chính ngươi bảo đó là ghế thân đúng không? Con chỉ đoán thôi mà. Con ơi, xoài ơi, có thấy con Mun chạy qua đây không? Nó lại đi đâu rồi ấy? Hả? Con Mun? Mun ơi, mày đừng đi đâu xa nhớ. Hồng Xiêm, đỏ nhà mình lại mất tích rồi. Cha nói sao cơ ạ? Cha cũng không rõ nữa. Cái dây buộc thuyền bị đứt mà cha không để ý, đỏ lại trôi đâu mất rồi. Các cậu ơi, cái áo lụa tớ thích hôm trước ấy, hóa ra không phải là tặng cho tớ. Là sao hả Na? Một anh học trò làng bên gửi áo cho con thầy đồ thứ, nhưng lại gửi nhầm sang nhà tớ. Ghế thần mới trả tiếp, mực cả mình. Ôi giời ơi, đến giờ mà mấy cậu vẫn tin ghế thần à? Mẹ tớ vừa bắt tớ khám thầy làng, thầy bảo mới bị u ở chân, phải đắp thuốc đây này. Thế rốt cuộc cái ghế này là ghế nhà ai? Mực cả mình. Dạ con đây ạ. Con đã nghe hết chuyện của cụ rồi. Đây chính xác là cái ghế nhà con. Ghế nhà con chặn cái cửa chuồng gà ấy mà, để lâu nó mục nát nên con đem lên đồng vứt đi, chứ làm gì có phép thuật đâu ạ. Hóa ra chỉ là sự ngẫu nhiên à. Ôi giời ơi, người làm ta mất 20 đồng với bọn nhóc dưới đấy. Ghế thân nói là ghế thân. Bác lái đỏ ơi, bác có 30 đồng không? Cho cháu vay gấp với. Có chuyện gì thế? Mà tôi làm gì có nhiều tiền thế chứ? Cháu phải về quê gấp, mẹ cháu ốm rồi. Mà tiền công của cháu chăm sóc cây cảnh cho nhà phú ông ấy lại quỵt, không chịu trả. Phú ông lại giở trò quỵt tiền, thật là quá đáng. Chị đòi cả năm nay mà ông ấy không chịu trả. Chị cứ yên tâm, em sẽ nghĩ cách giúp chị lấy lại tiền. Hồng Xiêm ơi, tớ đến rồi đây. Cậu có mang thứ tớ dặn không? Một hũ sơn đen và một cái cọ này. Được rồi, vào đây. Cậu định làm gì với những thứ này? Cậu giúp tớ sơn đen cái chậu cây để biến nó thành một cái cây thần. Bọn mình sẽ dùng nó để đòi tiền cho chị Cam. Đòi tiền á? Đòi như thế nào? Cậu cứ làm theo tớ khắc biết thôi. Ông ơi, có chuyện gì mà sáng ra người đã nhặng cả lên thế? Ông ơi, ông ra mà xem, trước cổng nhà mình tự dưng có cái cây. Cây gì? Người nói rõ ta xem nào. Con cũng không biết ạ, con không dám động vào đâu. Ông ra mà xem. Đúng là cái đồ vô tích sự. Hả? Đứa nào dám làm trò này đây? Láo quá. Mau đem cái cây này đi chỗ khác đi. Con không dám đâu ạ. Trên cây có ghi như thế, sao con dám đụng vào chứ? Người đúng là đồ nhát chết. Ghi vớ ghi vẩn thế có gì mà sợ? Ông không sợ thì ông bè nó đi ạ. Ta... Thôi, để ta gọi thằng Dậu ra để nó khuân đi. Này, Hồng Xiêm, cái cây gì lạ quá nhỉ? Ôi giời ơi, có người chết. Hả? Ôi giời ơi. Hai thằng bé này có mạch rất bất thường, khả năng là nguy hiểm đến tính mạng. Mau, đưa nó đến chỗ tôi chữa trị ngay còn kịp. Được, thằng Nô, cõng nó đến chỗ thầy làng đi. Dạ. Thank you.
Hồng Xiêm này, ngậm tiết canh trong miệng phun ra, liệu có lừa được phú ông không? Chắc chắn là tin chứ. Bây giờ á, có khi phú ông vẫn còn đang run rẩy ấy chứ. Cả đống người phối hợp ăn ý thế cơ mà. Cháu cảm ơn thầy lang đã giúp chúng cháu ạ. Có gì đâu, hai đứa làm việc tốt, ta giúp sức một chút cũng thấy vui mà. Nhưng mà giờ các cháu định xử lý cái cây ấy thế nào? Chắc giờ phú ông đang cuống cuồng lên rồi, không biết ông ấy có dám chi tiền ra để dẹp cái cây ấy không. Này, phú ông đang thuê người dẹp cái chậu cây trước cửa nhà ông ta đi đấy. Tiền công hậu hĩnh lắm. Úi giời ơi, tôi dám cá là chẳng ai làm đâu. Đụng vào không học móng thì cũng ốm nặng. Chịu thôi. Thật đấy, có cho cả núi tiền tôi cũng chịu. Nghe đầu hai thằng bé động vào cái cây đấy á, vẫn bất tỉnh cái kìa. Ông làm sao thì làm, cái cây độc thế, chính anh trước cửa thế còn làm ăn gì nữa. Thì tôi cũng thuê người bê nó đi đấy thôi. Nhưng có ai chịu nhận đâu. Bà có giỏi, bà đi mà bê. Ông ơi, ông ơi, có người đến nhận bưng chậu cây đi kìa. Thế à, mau mau gọi vào đây, nhanh lên. Ông nhận chuyển cái cây ngoài kia đi phải không? Thế ông không sợ chết à? Ông thấy đây, tuổi tôi cũng đã gần đất xa trời rồi, còn sợ cái gì nữa. Có điều, ông phải trả công tôi 30 đồng đấy nhá. Được, được, không thành vấn đề. Vậy là thoát nạn rồi bà ơi. Thằng Nô. Dạ. Con núi tiền vào đây cũng chả cứu được đâu. Đúng là già rồi còn dại. Thế nào, lão già ấy sao rồi? Dạ bẩm ông, con đi theo sau, thấy ông ta bê chậu cây vứt ra sông xong rồi, hó lũ khụ, ốm yếu hẳn, chắc là khó qua khỏi ạ. Thế người có lại gần, giả vờ thăm hỏi, rồi lấy lại tiền cho ta không? Dạ, con cũng định làm theo lời ông dặn, nhưng thấy ông ta chỉ mệt thôi, chứ chưa yếu lắm, nên con theo dõi tiếp ạ. Phải rồi, thế rồi sao? Dạ, ông lão mệt, nhưng vẫn cố lết đến nhà thầy lang ạ. Con chỉ đi theo đến đấy được thôi ạ. Thế là lão lại đem tiền của ta đi cúng cho thầy lang à? Dạ, nhưng trông điệu bộ ông lão á, con nghĩ là không qua khỏi đâu ạ. Đúng là già rồi mà còn ham hố. Đúng là tham thì thầm mà. Thôi, coi như ta mất tiền, của đi thay người vậy. Hết vận xui, hết vận xui. À, dạ. Đây, tiền của hai đứa đây. Chúng cháu biếu ông ạ. Ông xin. Chào các cháu nhá. Vâng, cháu chào ông. Chị cảm ơn hai đứa nhiều lắm. Nhờ hai đứa mà chị có được tiền công cả năm trời. Có gì đâu chị, chúng em chỉ làm việc nghĩa thôi mà. Nô, nô, người xem. Kia có phải là ông lão bê chậu cây hôm trước không? Dạ, hình như đúng là ông ấy hay sao ấy ạ. Nhưng rõ ràng hôm trước con thấy ông ấy yếu lắm cơ mà. Ôi giời ơi, đồ ăn hại. Rõ ràng là con thấy thế mà ông. Con thề. Hay là ông ơi, hay mình qua hỏi thăm sức khỏe ông ta xem thế nào ông nhỉ? Hỏi thăm á? Hỏi thăm cái đầu người ấy. Đi về, bị đứa nào nó chơi xỏ rồi, bị lừa rồi con ạ. Ông tha cho con. Con. Ôi giời ơi, cái gì thế này? Bà Đào, sao ngày nào bà cũng để chó đi bậy lung tung, ô nhiễm hết cả làng xóm thế này hả? Giời ơi là giời, thế này thì có tức không chứ lị. Bà Đào ơi, bà Đào, có chuyện gì đấy?
định mời tôi ăn một bữa hả? Ăn uống gì giờ này? Bà về, bà trông chú chó cưng của bà giúp tôi với. Chứ sáng nào mà cũng phải dọn một bãi chiến trường như thế này thì lưng tôi gãy mất. Trời ạ, à, có sao đâu mà. Cứ xem như là bà đang tập thể dục sáng sớm đi. Bà nói vậy mà nghe được à? Nếu bà thích ý, bà đi mà tập thể dục cái kiểu ấy, chứ tôi không rảnh nhá. Mà chó nhà tôi là chó quý, sạch sẽ lắm, không giống mấy con chó hoang đâu mà bà sợ. Bà cũng phải biết thông cảm cho tôi chứ. Tôi bận trăm công nghìn việc, làm sao mà quản nổi một con chó được. Tôi thông cảm cho bà, thế ai thông cảm cho tôi hả? Tôi cũng bận nhiều việc lắm, chứ có phải là ngồi chơi đâu. Với lại nhá, chó quý chó hoang gì thì cũng thế cả thôi. Đây những con chó hoang, nó còn biết đi vệ sinh ở những nơi kín đáo kia kìa. Đúng là chủ nào chó nấy. Này, bà nói cái gì đấy? Cái gì mà chủ nào chó nấy? Có mà bà ấy. Đồ vô học. Bà đây vô học đấy thì sao? Còn hơn cái loại có học như bà. Sáng sớm đã tổ bực mình như thế này á, thì mình tổn thọ mất thôi. Mít mật ơi. Mít mật sớm này nó đi đâu rồi ấy? Ta cũng không rõ nữa. Lúc nãy có chuyện gì mà cháu nghe cãi nhau ầm ĩ thế ạ? À? Do cái bà Đào kia chứ đâu. Chẳng là ấy, nhà bà ấy có con chó quý. Quý không biết thế nào mà cứ chạy sang nhà ta đây đi bậy trước cửa. Nhiều lần lắm rồi mà ta nói bà kia có chịu nghe đâu. Bực hết cả mình. Cháu có cách này có thể trị được bà ấy. Có cách gì hay hả? Nói ta nghe xem nào. Được đấy, ta sẽ làm theo cách của cháu. Để xem bà ta có dám thả chó rông ở ngoài đường nữa không. Chà, tốt thật đấy. Mới trồng được mấy hôm mà đã lớn như thế này rồi. Lại còn xanh mơn mờn nữa chứ. Phân bón của nhà đúng là tốt thật. Ai đấy? Tôi đây, Bẹo đây. Bà Bẹo đấy hả? Bà sang đây có chuyện gì thế? Chả là hôm nay tôi đến đây để đưa bà rổ rau nhà tôi trồng. Nhà tôi sợ không ăn hết nên đem sang biếu nhà bà một ít rau sạch nhà chồng đấy. Ơi, quý hóa quá. Chẳng phải bà còn đang trách tôi chuyện hôm trước sao? Trách gì? Bữa đấy tôi nóng quá nên cũng hơi quá lời. Đáng nhẽ ra hàng xóm với nhau thì cũng nên bỏ qua cho nhau mấy việc lặt vặt như thế. Bà nói chí phải. Chúng ta còn phải sống với nhau dài dài mà. Ừ rồi, bà nhớ ăn thử đi nhá. Nếu thấy ngon, hôm sau tôi lại đưa đến tiếp cho nhà bà. Nhà tôi còn nhiều lắm đấy. Thôi, tôi về đây. Cảm ơn bà. Bà về vui vẻ nhá. Ừ, thế là hôm nay không cần đi chợ rồi. Sáng sớm mà bà Bẹo siêng quá nhở. Bà Đào hôm nay sang chơi đấy à? Rảnh rang nên tôi hôm nay qua thăm hỏi bà ấy mà. Hôm qua bà ăn rau tôi trồng thấy sao? Ngon không? Rau tươi có khác, ăn nó ngọt từ lá tới thân luôn đấy chứ. Cả nhà tôi ai cũng khen ngon. À mà này, rau nhà bà trồng sao nhìn xanh tươi thế? Mấy hôm nay trời không mưa, cây cỏ trong vườn nhà tôi nó khô héo hết cả. Bà khéo trồng rau thật đấy. Có gì đâu, tại tôi có phân bón tốt ấy mà. Tôi có cần phải chăm chút lắm đâu. Có phân bón tốt thế cơ à? Ừ, không những thế, tôi còn không mất tiền mua nữa chứ. Bà dùng phân bón gì thế? Có thể chỉ cho tôi với được không? Trong nhà bà cũng có đấy. Có khi còn nhiều hơn tôi chứ chẳng đùa. Ờ, bà nói xem nào. Cứ úp úp mờ mờ, làm tôi sốt hết cả ruột. Phân của con chó quý nhà bà đấy chứ đâu. Ờ, sao lại lấy phân chó nhà tôi? Thì tôi lấy phân của nó bón cho cây trồng luôn. Một công đôi việc ấy mà. Bà đùa tôi phải không? Chứ ai lại lấy phân của chó đi bón cây? Nhưng tôi thì có đấy. Bà cũng thật là quá đáng, nó vừa vừa thôi chứ. Bây giờ ạ, tức quá đi. Con chó kia, sao mày đi bậy linh tinh? Để giờ làm ta bẽ mặt thế này hả? Con chó nó có tội, nhưng người đáng trách ở đây là chủ của nó không biết trông nom. Tôi đã nhắc nhở bao nhiêu lần về con chó nhà bà rồi mà bà có chịu nghe đâu. Nên tôi mới buộc phải làm cách này đấy. Tôi xin lỗi. Tại tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến những thứ lặt vặt như thế này. Nên...
Thôi, chuyện cũng qua rồi, nên tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở bà lần cuối. Nuôi chó thì phải có trách nhiệm, đừng để ảnh hưởng đến người khác và không làm ô nhiễm môi trường. Mong lần sau ấy bà sẽ rút kinh nghiệm. Cũng cảm ơn bà nhiều vì đã giúp tôi nhận ra lỗi sai của mình. Sau này tôi sẽ chú ý hơn. Thế là hòa rồi nhá. Nãy đến đây đã ăn gì chưa? Để tôi nấu cho bát cháo, ăn cho ấm bụng. Đã ăn gì đâu, bà nói thế thì cho tôi một bát. Ừ được rồi, bà cứ ngồi đấy đi, tôi làm cho. Ôi, hôm nay nắng nóng thật đấy. Ôi, đằng kia có cái cây, mình phải ra đấy nghỉ tạm một lúc cho đỡ mệt rồi về mới được. Dễ chịu quá, cây này mát thật đấy. Ôi cái thằng Tư, sao tự dưng hôm nay nó lại ngồi ở cổng nhà mình thế này? Trông nhèm nhèm nhuốc nhuốc, xấu hết cả cái cảnh quan nhà mình. Này, Tư, sao lại ngồi đây? Dạ chào ông ạ. Hôm nay trời nắng nóng quá, ở đây có cái bóng cây mát, nên là tiện tôi ngồi nghỉ một lát rồi về ông ạ. Cổng nhà ông có phải là cái chợ đâu, mà thích ngồi là ngồi, thích nằm là nằm. Thì ở mé bờ tường, chứ có phải trước cổng nhà ông đâu. Làm gì mà khó tính thế, toàn người làng với nhau. Lại còn cãi à, đất này là đất nhà ông, cái cây này là cái cây của ông, không ai được phép ngồi. Thôi được, nếu ông đã nói vậy thì tôi đi. Đứng lại, ai cho đi mà đi. Ngươi ngồi dưới bóng cây nhà ta, muốn đi thì phải trả tiền. Hả, trả tiền á? Làm sao lại phải trả tiền? Cái gì? Ngồi hóng mát cũng phải trả tiền á? Sắp có chuyện hay rồi đây. Cây của ông, bóng cây đương nhiên cũng là của ông. Người ngồi nghỉ dưới bóng cây khác nào thuê chỗ ngồi ngoài chợ bán hàng. Thế nên ngươi phải trả tiền. Mau đưa một đồng đây, rồi đi đâu thì đi. Bà con xem phụ ông vô lý không? Tôi ngồi hóng mát dưới cái bóng cây một tí mà lại đòi tiền tôi là thế nào? Đến chịu cái lão phụ ông, có cái bóng cây thôi mà cũng đòi tiền được. Vừa tham lam vừa xấu tính, động vào ai, chứ dây phải phú ông thì khổ rồi. Ở cái làng này cũng thật là lắm chuyện nực cười. Dạ thưa phú ông, địa phận nhà ông chỉ là từ sau cái cổng và tường bao quanh nhà. Việc anh Tư ngồi dưới bóng cây hóng mát là bên ngoài địa phận nhà ông. Vì vậy, ông thu tiền của anh ấy là không đúng đâu. Lại cái thằng Hồng Xiêm à, người có giỏi thì vào đây mà bênh nó đi. Ừ thì cứ cho là ngoài địa phận nhà ông đi. Nhưng cái cây này là cây nhà ông, thì bóng cây cũng là của nhà ông. Nó ngồi dưới bóng cây nhà ông thì ông thu tiền, được chưa? Quá quắt lắm rồi, ai lại thu tiền cái bóng cây bao giờ? Thế nào, có trả tiền ông không? Ông là ông gô cổ lên quan bây giờ. Ông... Thôi được, anh Tư trả tiền cho phú ông đi. Ờ, sao lại thế? Anh tưởng em đang bênh anh chứ. Thế nhá. Ờ, thế à? Được rồi. Thôi được rồi, tôi thấy phú ông nói cũng có lý. Nghe theo lời khuyên của Hồng Xiêm, tôi trả ông một đồng. Với lại thế này, ngày nào tôi cũng gánh hàng qua đây, nên cũng muốn có chỗ ngồi nghỉ ngơi một lát cho đỡ nắng. Nếu ông đồng ý, hãy bán lại cái bóng cây này cho tôi sẽ trả ông hẳn 10 đồng. Ông thấy có được không? Hả? Mua bóng cây á? Thật không thể hiểu nổi. Chắc là nóng quá hóa khung mất rồi. 10 đồng à? Thằng này dốt thật, mình tưởng bắt chẹt nó một đồng. Ai dè nó còn định cống cho mình cả 10 đồng. Có mỗi cái bóng cây thì làm được gì chứ? Cái cây thì vẫn là của mình cơ mà. Chẳng mất gì, tự dưng được 10 đồng. Vớ mở rồi. Được, 10 đồng, ta bán cho người cái bóng cây. Nhưng nhớ chỉ là cái bóng cây thôi đấy, cấm được động gì tới cái cây của ông. Tôi đồng ý, nhưng ông phải viết giấy cho tôi chứ. Giấy trắng mực đen, hết đường chối cãi. Được, viết thì viết. Bà con cô bác làm chứng, tôi đã mua cái bóng cây của phú ông với giá 10 đồng. Từ nay trở đi, cái bóng cây này là của tôi. Đúng thế, từ nay về sau, anh Tư toàn quyền sử dụng cái bóng cây này. Muốn làm gì ở đấy thì làm. Ôi anh ta làm sao thế nhỉ? Có thừa tiền cũng chẳng bao giờ mua cái thứ vớ vẩn ấy. Điên, đúng là điên thật rồi.
ông, nguy thật rồi. Có chuyện gì, bình tĩnh xem nào, cứ nhặn cả lên thế. Dạ bẩm ông, thằng Tư kéo theo mấy người ngang nhiên vào sân nhà mình, dắt cả trâu vào rồi còn trải chiếu ngồi. Con đuổi mà nó không chịu đi, nó bảo nó mua chỗ này rồi ạ. Cái gì, thằng này láo thật. Các người, ai cho các người vào sân nhà ông, lại còn mang cả trâu vào đây để nó ịt bừa bãi ra thế này. Ôi, bẩn thỉu quá, ra khỏi nhà ông ngay. Chào phụ ông, trưa nay tôi đã mua cái bóng cây của ông còn nhớ chứ? Giờ tôi chỉ đang ngồi dưới cái bóng cây của tôi hóng mát thôi mà. Hả? Người... Bóng cây lại lan rộng ra. Mọi người ơi, chúng ta lại dịch một chút vào hiên nhà cho mát đi. Đi nào. Chả mấy khi được ngồi uống trà trong nhà phú ông thoải mái thế này. Không được. Ôi giời ơi. Thôi, Tư, tiệc sáng nay ông trả lại hết. Tha cho ông, nhớ. Được thôi, nhưng giờ phải 30 đồng tôi mới bán cho ông cái bóng cây này. Hả? Những 30 đồng à? Nếu ông chê đắt, thì thôi tôi không bán nữa. Để đấy, chiều bọn tôi lại ngồi uống trà, đánh cờ cho vui. Thôi, 30 đồng ông cũng mua. Ôi giời ạ, ngu.